Hey yo, what's up 500 anh em? Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì như tiêu đề anh em đã biết rồi, hôm nay mình có một chiếc Osmo 3, một chiếc Osmo 4. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu là tại sao các bạn không nên nâng cấp lên Osmo 4 và cũng như là tại sao các bạn nên mua Osmo 4 nhé. Intro nào. Ok thì như các bạn đã thấy thì đầu tiên mình sẽ đưa với những điểm giống nhau của hai con này và những cái điểm mà hãng đã không nâng cấp ở trên chiếc Osmo 4 so với Osmo 3. Thì điểm đầu tiên đó chính là về mặt thiết kế. Thì như các bạn nhìn thấy hai chiếc gimbal này thì có thiết kế gần như là tương đối là giống nhau. Chỉ có một điểm khác duy nhất đó chính là ở cái ngàm kết nối giữa cái đây là ngàm nam châm và đây là ngàm gắn liền. Còn lại thì về nút bấm này, joystick, trigger hay là chân đế hay là nói chung là dáng cầm thì Osmo 3 và Osmo 4 thì gần như là giống hệt nhau, không gì khác biệt cả. Thêm một điểm khác biệt nho nhỏ nữa đó chính là đến từ màu sắc. Thì như Osmo 3 ở đây thì chúng ta có một cái màu xám nhưng mà lại màu xám tối, còn Osmo 4 thì có một cái màu là xám khói, nó sáng hơn. Theo mình thì mình sẽ chọn Osmo 4 vì màu sắc nó đẹp hơn. Ok thì điểm tiếp theo mà hai con này giống nhau nữa đó chính là về thời lượng pin. Thì như mình đã sử dụng cả hai con trong một khoảng thời gian rồi thì hai con này đều cho mình khả năng sử dụng pin lên tới ít nhất là khoảng tầm 14 đến 15 tiếng. Có nghĩa là cả ngày mình đi quay thoải mái với cái gimbal này thì cũng không bao giờ phải lo lắng là việc hết pin. Kể cả nhưng mà điện thoại của mình có hết pin ấy thì mình có thể cắm sạc trực tiếp được ở trên hai con này mà không lo lắng về việc là mình không có máy để quay nữa. Đó, nói chung là những hai cái điểm này giống khá là giống nhau mà không có gì khác biệt cả. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần chính, đó chính là tại sao mà các bạn lại không nên nâng cấp lên Osmo 4 và nên ở lại với Osmo 3. Thì cái mà theo mình đánh giá về Osmo 3 cũng như Osmo 4 đó chính là thứ nhất là thiết kế đã không khác nhau rồi, và cái thứ hai nữa là về cái công năng sử dụng thì gần như là tương đương nhau. Thì chúng ta vẫn có một cái khả năng cân khá là tốt, kể cả Osmo 3 và Osmo 4, mặc dù Osmo 4 thì có cái motor nó tốt hơn. Tuy nhiên thì với những cái gì mà mình đã trải qua mình sử dụng thì Osmo 3 vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của mình cho cái việc là mình quay chụp video vlog của mình. Cũng như đó là giá của Osmo 3 hiện tại thì đang rẻ hơn rồi, nó chỉ rơi vào đâu đó là 2.3 triệu, 2.4 triệu gì đấy, mình không nhớ chính xác. Tuy nhiên thì các bạn có thể xem giá, mình để link ở dưới phần mô tả cũng như là hình ảnh đã hiện trên màn hình. Đó, còn Osmo 4 thì tất nhiên rồi, mới ra thì con này có giá là 3.2 triệu, chênh nhau khoảng tầm vài trăm nghìn. Thì với cái vài trăm nghìn đấy thì Osmo 4 lại không cho mình quá là nhiều những cái điểm khác biệt so với Osmo 3. Tuy nhiên ngược lại thì tại sao các bạn nên nâng cấp lên con Osmo 4 này? Thì đó chính là cái thay thế ở cái ngàm. Cái ngàm này thì nó rất là tiện ở một cái, đó chính là nó cho phép các bạn thao tác nhanh hơn khi mà các bạn lắp đặt máy với mình, khi mà bởi vì mình hay quay đường phố, thế nên là những cái thao tác của mình phải càng nhanh càng tốt. Nên khi mà mình dùng con Osmo 4 này thì ví dụ như mình đang có điện thoại, mình tháo ra và để mình lắp máy lên thì con Osmo 4 này cho mình cái thao tác nhanh hơn, mình sẽ không phải gỡ ngàm kẹp ra mình kẹp vào, mà chỉ cần đơn giản là cứ gắn nguyên cái cục nam châm dính ở trên máy, và đến khi mình cần dùng thì mình chỉ cần ốp nó vào một phát là xong. Và cái nam châm này rất là chắc, không bao giờ lo là nó rơi. Thì trong video mình mở hộp thì mình đã test thử cho các bạn cái khả năng của mình chạy và mình đuổi nhau với con này rồi, nó khá là chắc chắn, các bạn không phải lo lắng về việc là nó rơi cái máy khi chúng ta sử dụng. Và thêm nữa thì nó có hai cái ngàm nam châm, các bạn nào mà không thích gắn cái nam châm gắn lên sẵn lên máy thì các bạn có thể dùng cái ngàm kẹp, thì như mình thì mình hay sử dụng cái ngàm kẹp hơn. Và thêm một điểm nữa mà Osmo 4 hơn Osmo 3 ở đây thì nếu như các bạn nào thích thôi thì các bạn nên mua, còn không thì thôi, mình nghĩ là nên ở lại Osmo 3, đó là phần tính năng. Thì như các bạn đã thấy thì hôm nọ mình đã test cho các bạn cái tính năng, đó chính là cái Dolly Zoom. Thì cái Dolly Zoom này khá là hay, thì khi mà trên Osmo 3 chúng ta phải sử dụng cái này, cũng như là di chuyển bước chân chúng ta lùi lại hay tiến ra để có thể tạo được Dolly Zoom. Ở trên Osmo 4 thì có, ở trong app nó có sẵn. Tuy nhiên thì cái mà mình đánh giá là cái chất lượng của cái hiệu ứng này thì nó lại không cao. Đó, nên nó lại không đạt được những cái hiệu quả nhất định khi mà chúng ta sử dụng, thay vì chúng ta sử dụng bằng cơm. Mình đánh giá thì cơm thì vẫn ngon hơn. Nếu như các bạn muốn hình ảnh chất lượng tốt thì Osmo 3 vẫn có thể đáp ứng được Dolly Zoom. Thêm một điểm update nữa đó chính là cái cử chỉ. Cái này thì phục vụ cho cái Active Track rất là tốt. Tuy nhiên thì cái Active Track thì mình lại rất ít khi mình sử dụng đối với bản thân mình, mà mình hay sử dụng vào những cái trường hợp là mình quay những chủ thể khác thì mình mới sử dụng Active Track. Còn với như bản thân mình thì gần như là mình chả bao giờ mình bật cái Active Track lên để quay cả, bởi vì nhiều khi cái góc của mình nó cứ bị thay đổi, mình không thích cái điều đấy. Còn không biết các bạn như thế nào thì hãy comment xuống phía dưới nhá, cái Active Track và cái Gesture Control nó có hợp với các bạn không. Nếu như hợp với các bạn thì các bạn mua Osmo 4, còn nếu như không hợp thì mình khuyên là vẫn cứ nên ở lại Osmo 3, giá rẻ hơn mà công năng cũng vậy. Ok thì sơ sơ qua là những cái điều mình vừa chia sẻ, thì không biết là các bạn có ý kiến gì về hai chiếc gimbal này. Còn theo quan điểm của mình thì các bạn nếu như không có nhu cầu quá lớn về việc là
chúng ta phải sử dụng những cái tính năng mới cũng không có yêu cầu cao về những cái tính năng, thì mình nghĩ là các bạn nên dừng lại ở việc là sử dụng Osmo 3 thay vì update lên trước Osmo 4. Còn với những bạn mà làm phim về điện thoại, làm phim trên điện thoại nhiều như mình, hay quay vlog và hay quay những cảnh đường phố, thì mình khuyên thật là nên mua con Osmo 4 này. Vì thứ nhất là cái ngàm của nó tiện hơn, chúng ta có thể thao tác nhanh hơn mà không bị bỏ lỡ khoảnh khắc. Cũng như là cái việc là motor nó lớn hơn thì sẽ cái motor này nó khỏe hơn, thì giúp cho các bạn là việc các bạn sử dụng những cái máy có camera nó khủng hơn, kiểu như Note 20 hay là S20 Ultra chẳng hạn, những con máy rất là nặng. Thì khi mà lắp lên Osmo 4 thì con này vẫn cân tốt mà cũng không bị lo nóng motor quá là nhanh. Chứ như đợt trước mình dùng S20 Ultra và cân như con này thì con này phải nóng khá là nhanh, có thể là do cái motor nó yếu. Còn con này thì mình lại không gặp hiện tượng đấy. Thế nên là những bạn nào mà sử dụng những cái dòng máy mà có cam khủng ấy thì nên mua Osmo 4 để phục vụ cho cái nhu cầu quay chụp nó tốt hơn. Đó, ok, thì về vấn đề về giá thì mình cũng đã để phần link mô tả rồi, hiện trên màn hình rồi. Nếu các anh em nào mà kinh phí ít mà vẫn muốn có một gimbal ngon thì Osmo 3 là hợp lý. Còn những anh em nào mà thích những cái tính năng mới, những cái công nghệ mới, hay là thích nó khỏe hơn, đẹp hơn thì mua Osmo 4. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tokyo Camera. Còn ý kiến gì thì hãy comment phía bên dưới. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.